thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016. Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các chuyên gia tư vấn về marketing và thiết kế trong nước, tổ chức khóa đào tạo thiết kế và marketing. Khóa đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của gần 200 chuyên viên thiết kế thuộc các doanh nghiệp khu vực phía Bắc. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đã trình bày những nội dung, giải pháp về thiết kế cho doanh nghiệp, xu hướng thiết kế hiện đại phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu, kỹ năng mềm trong thiết kế tạo điều kiện để phát triển sản phẩm, vai trò thiết kế trong marketing, quy trình thiết kế cho một sản phẩm, v.v. Ngoài ra, các chuyên gia còn tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch phát triển thiết kế phù hợp với chiến lược marketing trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp tiêu biểu đã triển khai nhiều hoạt động thiết kế gắn với marketing.